Xin kính chào các bạn thân mến, xin chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe để làm việc cũng như vui chơi. Hôm nay, mình sẽ làm một cái chậu với nhiều đường chỉ xung quanh thân cho các bạn cùng xem. Các bạn cũng có thể dùng khuôn này để làm đôn, làm một cái chân chậu, các bạn hãy dùng cát ẩm để làm lòng cát. Khi đã làm được lòng cát, các bạn hãy trộn một xi măng cộng 2.5 cát và cho nước vào từ từ sao cho hồ đủ lòng, và dùng cái ca múc chế được, lưu ý cát mịn và được sàng sạch. Sau khi gỡ bỏ lưỡi dao phụ ra, các bạn hãy tiến hành vệ sinh trà nhám mịn cho lưỡi dao chính được sạch và trơn láng. Chúng ta tiến hành chế hồ từ phần chân trước, từng lớp mỏng. Tránh đổ hồ quá nhiều sẽ có khi bị sụp lòng cắt, dùng cái bay để vuốt và ép hồ vào vị trí của chúng và quay lưỡi dao thường xuyên. Chúng ta lặp lại cho đến khi chậu được đắp đầy hỗn hợp xi măng cắt nước. Những lớp cuối cùng dùng hỗn hợp có pha nhiều xi măng hơn để bám dính vào thân chậu và làm bít hết các lỗ nhỏ còn sót lại xung quanh thân chậu. Nếu chậu lâu ráo nước, các bạn có thể rắc xi măng khô để hút bớt nước, cuối cùng là 1-2 lần hồ dầu để hoàn thiện làm cho bề mặt của chậu được trơn láng hơn. Hồ dầu là xi măng khô thêm nước vào sao cho vừa đủ lỏng, không quá lỏng, như vậy là chúng ta đã làm được một cái chậu. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu xem video này. Xin kính chúc các bạn và gia đình nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau này. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn có thắc mắc gì thì xin để lại một lời nhắn bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời khi có thể.
Olá, queridos amigos, desejo-lhe um novo dia com muita diversão e muita saúde para trabalhar e se divertir. Hoje, eu vou fazer uma panela com muitos fios ao redor do corpo para vocês verem. Você também pode usar esse molde para fazer um pedestal fazendo uma perna de maconha. Use areia úmida para formar o coração da areia, depois de fazer um leito de areia. Misture um cimento mais 2,5 areia e adicione água lentamente para que o lago fique solto o suficiente e use uma concha. Observe a areia fina e faça uma triagem limpa após remover a lâmina extra. Faça um lixamento fino para manter a lâmina principal limpa e lisa. Prosseguimos com o lago a partir do pé da frente, camada fina, para evitar muito lago às vezes colapsar a areia. Use a espátula para deslizar e apertar a piscina em sua posição e gire a lâmina regularmente. Repetimos até a bacia estar cheia de água e mistura de cimento e areia. As camadas finais usam uma mistura com mais cimento para aderir ao corpo da panela e preencher todos os orifícios restantes ao redor do corpo da panela. Finalmente, um ou duas vezes o verniz para completar torna a superfície da panela mais lisa. A pasta de óleo é o cimento seco que adiciona água para que seja suficientemente líquido, não muito líquido. Então fizemos um pote. Obrigado por assistir esse vídeo. Desejamos a você e sua família muita diversão e muita saúde e sucesso na vida. Vejo você nos vídeos mais tarde. Muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, deixe uma mensagem abaixo e tentarei responder quando possível. Hola, queridos amigos. Les deseo un nuevo día con mucha diversión y mucha salud para trabajar y jugar. Hoy, voy a hacer una olla con muchos hilos alrededor del cuerpo para que ustedes la vean. También puede usar este molde para hacer un pedestal, haciendo una pata de olla. Usa arena húmeda para hacer el corazón de la arena. Una vez que haya hecho el lecho de arena, mezcle 1 cemento más 2,5 arena y agregue agua lentamente para que el lago esté lo suficientemente suelto, y use un cucharón. Tenga en cuenta la arena fina y se proyectará limpio. Después de quitar la cuchilla adicional, realice un lijado fino para mantener la cuchilla principal limpia y lisa. Continuamos con el lago desde el pie delantero, capa delgada. Para evitar que un lago demasiado a veces colapse la arena, use la llana para deslizar y apretar la piscina en su posición y gire la cuchilla regularmente. Repetimos hasta que el recipiente se llene con agua, arena, cemento y mezcla. Las capas finales usan una mezcla con más cemento para adherirse al cuerpo de la maceta y llenar los agujeros restantes alrededor del cuerpo. Si el recipiente está seco, puede rociarlo con cemento seco para eliminarlo. Finalmente, uno o dos veces de barniz para completar hace que la superficie de la maceta sea más lisa. La lechada de aceite es cemento seco que agrega agua para que sea suficientemente líquida, no demasiado líquida. Así que hicimos una olla. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Les deseamos a usted y a su familia mucha diversión y mucha salud y éxito en la vida. Nos vemos en los videos más tarde. Muchas gracias. Si tiene alguna pregunta, deje un mensaje a continuación e intentaré responder cuando sea posible. Hello, dear friends. I wish you a new day with lots of fun and lots of health to work and play. Today, I'm going to make a pot with lots of threads around the body for you guys to see. You can also use this mold to make a pedestal, making a pot leg.
Use moist sand to make the heart of the sand. Once you have made a sand bed, mix 1 cement plus 2.5 sand and add water slowly so that the lake is loose enough, and use a ladle. Note: find sand and be screened clean. After removing the extra blade, conduct fine sanding to keep the main blade clean and smooth. We proceed with the lake from the front foot, thin layer to avoid too much lake will sometimes collapse sand. Use the trowel to swipe and squeeze the pool into their position and turn the blade regularly. We repeat until the basin is filled with water sand cement mixture. The final layers use a mixture with more cement to adhere to the body of the pot and fill up any remaining holes around the body. If the basin is dry, you can sprinkle with dry cement to remove it. Country. Finally, one or two times of varnish to complete makes the surface of the pot more smooth. Oil slurry is dry cement adding water so that it is sufficiently liquid, not too liquid. So we made a pot. Thank you for taking the time to watch this video. We wish you and your family lots of fun and lots of health and success in life. See you in the videos later. Thank you so much. If you have any questions, please leave a message below and I'll try to answer when possible.